Trà Tiên Lầu xin kính chào tất cả các quý bác khách hàng. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý bác chúng ta là có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì hôm nay thì em muốn là gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý bác khách hàng chúng ta trong năm vừa qua đã tin tưởng và ủng hộ một sản phẩm trà của Trà Tiên Lầu. Thế thì hôm nay thì nhân cái dịp cuối năm là em sẽ có những cái món quà để tri ân cũng như là gửi lời cảm ơn tới tất cả các khách hàng, đó chính là một cái bộ tống và lọc. Tống thì trên chất liệu là inox 304 và thứ hai là cái lọc trà thì trên chất liệu thủy tinh hàng cao cấp, dày 2 lớp, chịu nhiệt được 100 độ C, không hề bị lứt bị dạn. Đấy thì khi các bác nhà mình chúng ta là mua từ 1kg trà bất kỳ, nên em sẽ tặng cho các bác nhà mình chúng ta một cái chiếc lọc. Và khi các bác nhà mình chúng ta mua 2kg thì các bác sở hữu ngay một bộ như này rồi. Đấy thì nhiều bác chúng ta còn bỡ ngỡ chưa biết sử dụng cái bộ tống lọc này như thế nào đúng không ạ? Đấy thì các bác nhà mình ơi, để có cái ấm trà nó ngon và đều nước ấy thì không thể thiếu cái bộ như này trên bàn trà được. Đấy bởi vì là các bác thường là pha trà vào trong ấm rồi chúng ta rót ra từng chén để mời khách đúng không ạ? Đấy nhưng có cái bộ tống và bộ lọc này thì chúng ta sẽ rót qua cái bộ tống lọc như này. Đấy. Rót như này để làm gì không ạ? Đấy, rót nước như thế này là thứ nhất là cái lọc, là để nó lọc sạch đi những cái cặn và cái xác trà. Bởi vì trà xanh ấy nó rất là giòn, không tránh được là có những cái cánh trà nó bị vỡ đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ lọc đi làm nước trà nó trong hơn. Và cái tống là để chúng ta đựng trà. Đấy, sau khi mà các bác rót ra đây thì chén nước nào cũng đều nước lắm, ở trên cũng như ở dưới. Và các bác sẽ rót từ cái chén tống này ra các chén con để mời khách và thưởng thức cái ấm trà như này thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều so với việc các bác nhà mình pha ở trong ấm rồi rót ra các chén, nó sẽ không đều nước và nó còn có những cái cặn cái xác trà, nó không đẹp mắt chút nào. Thế nên là mong các bác nhà mình chúng ta là bác nào đã hết trà rồi hoặc là muốn mua trà để làm quà biếu qua Tết thì có thể là ủng hộ cho Trà Tiên Lầu nhé. Em thì có rất nhiều dòng trà, rất nhiều mẫu hộp quà tặng để phục vụ cho các bác nhà mình chúng ta nhân cái dịp Tết sắp tới. Và xin cảm ơn các bác ạ.